Xong chân Đạt xin chào tất cả quý anh em. Thì hôm nay Đạt lên cho anh em một cái sản phẩm mà mình tin chắc là những anh em mà chúng ta đang đi xe anh em đều cần cái sản phẩm này. Hôm nay Đạt giới thiệu cho anh em cái bộ nhông xin dĩa đến từ thương hiệu DID cho anh em nha. Thì thương hiệu DID một thương hiệu quá là nổi tiếng rồi. Những anh em chơi xe zin cũng như chơi xe độ thì cũng đều tìm tới nó thôi. Đó là cái thương hiệu nhông xin dĩa. Nói chung là thương hiệu sản xuất phụ kiện là nổi tiếng thế giới luôn. Về nhông xin dĩa thì phải nói là DID mà đứng thứ hai thì không có hãng này dám đứng thứ nhất đâu anh em ơi, nó thật sự là như vậy ha. Đó thì DID nó có rất là nhiều các dòng sản phẩm luôn, thì hôm nay mình đem tới cho anh em một dòng sản phẩm cao cấp đến từ DID. Một dòng sản phẩm này là nhôm xin dĩa DID dòng DXN, đây dòng DXN anh em ha. Thì cái dòng này là dành cho bên mình thì có hai loại, là một loại là 108 mắt đĩa lớn là sẽ dành cho cái dòng xe Future Neo VRS, VRSX rồi các dòng S110 sử dụng gấp dài em ha, thì sẽ sử dụng cái loại đời cao 108 mắt đĩa lớn. Còn với những anh em nào mà chúng ta sử dụng các cái dòng như là rim rim hoặc là quay thì em sẽ sử dụng cái dòng là 102 mắt nha, thì nó là gần cho rim Thái cũng như là quay Alpha Super Rim quay Thái đời đầu đấy, thì nó sẽ sử dụng gấp nhỏ gấp ngắn hoặc là cúp 67 đó anh em. Rồi thì nói chung là cái dòng dành cho xe Dreamway hay là dòng dành cho xe Future LED S110 thì nó cũng đều giống như nhau, tại vì nó đều là dòng DXN hết nha anh em. Đây, mã là DXN. Thì cái dòng DXN này á, thì ngày trước đã có giới thiệu cho anh em một dòng là dòng AD3. Thì cái dòng mới là thế hệ cũ hơn dòng DXN này nha. Dòng AD3 đấy thì nó đã sản xuất từ năm 2019 rồi. Đã nó là được sản xuất từ năm 2019. Còn cái dòng DXN này là dòng mới, và loại này thì nó sẽ cải tiến nhiều công nghệ mới hơn, cho nên là cái đát nó cũng sẽ sau này là đát nó vào 2022 nha, được sản xuất vào năm 2022. Thì phải nói thật sự với anh em luôn là cái dòng DXN này nó cải tiến rất là nhiều so với lại cái dòng AD3 đợt trước. Theo như hãng công bố thì về thông số của nó thì sẽ cộng C nó sẽ giảm được 30% trọng lượng, mà trọng lượng giảm 30% đồng nghĩa với việc tăng giảm độ ma sát 30% và sẽ tăng độ bền lên 30%. Kèm theo đó thì nó sẽ sử dụng là về cái phần nhông xin, về cái phần dĩa của nó là sẽ được lần là sẽ được nâng cái nhiệt độ nung của nó lên vài ngàn độ nữa, thì nó sẽ giúp cho cái độ bền của những cái đầu răng anh em nó được gọi là bền bỉ hơn và nó ít bị mài mòn hơn nha. Thì cái đó là hãng công bố với Đạt như thế, và do là cái sợi xin nhỏ hơn cho nên là nó cũng đảm bảo được cái vấn đề khi anh em gia tốc, anh em tăng tốc lên thì nó sẽ nhẹ xe hơn và nó đỡ bị gằn lại hơn nha. Thì cái đó là những thông tin mà hãng cung cấp. Thì Đạt cũng đã bán cái dòng này cho rất là nhiều anh em sử dụng rồi, thì thực sự là phản hồi của anh em là cực kỳ là tốt luôn, và Đạt cũng rất là vui vì mình mang được tới cho anh em một cái sản phẩm với cái chất lượng tốt như thế. Đấy, thì cái dòng nhôm xin dĩa DID này họ tự tin khẳng định là thương hiệu nhôm xin dĩa số 1 thế giới luôn, và họ đã ghi ở trên này anh em thấy chưa, này The No One Motorcycle này đấy anh em thấy không, nhôm xin dĩa số 1 thế giới này đó, anh em thấy chưa? Cho nên là anh em về cái chất lượng của DID là anh em cứ yên tâm luôn, và hàng này hàng chính hãng 100%, anh em là chúng ta mua thì sẽ được bảo hành chính hãng trọn đời nha, cho nên là anh em yên tâm luôn. Về cái mức giá thì cái mức giá rất là tốt anh em, chỉ có 330 ngàn một bộ thôi, mình cam kết chính hãng cho anh em, và mình sẽ đã khui một bộ rồi, mình lấy cho anh em coi luôn nha. Đây, mình đã khui sẵn một bộ cho anh em luôn rồi. Đây nè anh em, đây cái bộ này mình hàng hàng này gọi hàng mẫu này nha, mình để dàn mình khui sẵn luôn đấy. Đây là bộ hàng mẫu này, rồi mình sẽ đăng sáng bên này chút xíu. Rồi thì một bộ của nó thì cắt mở nó ra rất là đẹp nha anh em. Ở đây nó sẽ có cái mã này, ví dụ như là quay hay là future nó sẽ có mã ở đây nha. Đó, và đặc biệt là phía sau nó nha anh em nha, ở phía sau của lưng hộp nó sẽ chỉ có tiếng Nhật và tiếng Anh thôi, nó sẽ không có tiếng Việt nha. Đó, DID là DID Thái Lan nha anh em, nhiều anh em hỏi Đạt là phân biệt DID Thái Lan và DID Gia Băng. Thì thực sự luôn ở trên này nó sẽ có chữ, ví dụ như Made in Thái Lan là nó sẽ sản xuất ở Thái Lan, và License by Daiko Kogyo Japan, có nghĩa là được lấy tiêu chuẩn ha ở đây ở Nhật Bản và sản xuất ở Thái Lan, có nghĩa là như thế nào ạ? Thì nhiều anh em hỏi ở Japan và Thái Lan khác nhau cái gì, thì nó không khác nhau gì hết em, chỉ là đơn giản là một cái nó sẽ đặt nhà máy sản xuất ở Nhật Bản và một cái nó sẽ đặt nhà máy sản xuất ở Thái Lan thôi, còn lại là không có khác biệt gì nhiều nha. Đó, để anh em biết, anh em nào không hiểu thì mình có thể tham khảo nha. Đấy, thì đây một bộ nhông xin dĩa nó sẽ gồm có rất nhiều chi tiết luôn. Như đây là cái dĩa này,
dĩa này, dĩa này là quay nha anh em nha. Đây, dĩa này dĩa quay rất là đẹp luôn đó, dĩa quay. Đây là một cái nhông, nhông quay luôn. Nhông này là nhông 14 nha anh em nha, nhông 14 dòng DXN này là dòng mới nhất luôn này anh em, nó rất là đã luôn. Và đây sợi sên này, sợi sên này thì là đã mở ra rồi anh em sẽ nhìn là cái phần thân sợi sên chỗ này nó rất mỏng nha, nó mỏng hơn ngày trước rất nhiều luôn. Chính vì như vậy thì nó sẽ đảm bảo được cho anh em là cái trọng lượng nó giảm nhẹ hơn cái sợi cũ khá là nhiều, nhưng mà nó nhỏ không đồng nghĩa với nó yếu nha anh em nha. Sên DID nó có một đặc điểm mà thực sự mình phải nói là rất là gọi là ưu điểm luôn, và gần như là DID nó là tuyệt vời nhất. Đó là cái sợi sên của nó rất là tốt, và khi mà anh em chúng ta sử dụng trong thời gian dài không bị giãn nha anh em nha. Anh em lưu ý cho mình không bị giãn luôn, gần như là không bị giãn luôn. Chính cái xe của Đạt đây, Đạt đã sử dụng rất là lâu rồi nhưng mà gần như cái sợi sên nó không bị giãn luôn anh em, không bị trùng đi luôn. Là lý do thứ nhất là do là vật liệu làm từ làm ra sợi sên nó tốt, và thứ hai là mọi thứ nó đều rất là ok, cho nên là cái hệ số ma sát của nó sẽ giảm xuống ở mức thấp nhất. Chính vì như vậy thì cái sợi sên của anh em nó sẽ gần như không bị giãn, và đặc biệt là cái sợi sên này á, là sử dụng công nghệ rất là cao, cho nên á, là việc giãn sợi sên là gần như là không thể luôn em. Cho nên là gần như là Đạt đi cái nhông sên dĩa này cả năm trời rồi không phải tăng sên một lần nào hết. Thì những xe mà anh em chúng ta mua những bộ nhông sên dĩa mà hay phải tăng sên này kia thì anh em có thể quan tâm đến cái bộ nhông sên dĩa này, mình bao với anh em luôn, về gắn vô chạy, không phải tăng sên, không phải làm gì nhiều hết nha. Ok, thì một bộ nhông sên dĩa như thế này, cái mức giá của nó là 330.000. Đấy, bên mình thì cung cấp số lượng lớn cho anh em luôn. Anh em nào mua lẻ thì mua, anh em nào mua sỉ sẽ có giá tốt hơn cho anh em nha. Còn giá lẻ bán chính thức là 330.000. Giá là công khai cho anh em chứ không có giấu giếm hay là không có inbox riêng tư gì hết nha. Cho nên là anh em nào có thấy ok, giá hợp lý thì mua. Còn riêng bên mình cam kết chính hãng cho anh em, cho nên là anh em yên tâm bảo hành chính hãng trọn đời cho anh em nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại của Đạt 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.